Hồ Ngọc Hà lên tiếng về tin đồn tình ái với bồ cũ của Kỳ Duyên. Bất ngờ khi Hồ Ngọc Hà chủ động lên tiếng về mối quan hệ của mình với đại gia Hạt Điều, bồ cũ của Hoa hậu Kỳ Duyên. Mới đây, trong những hình ảnh mới nhất Hồ Ngọc Hà đăng tải trên Facebook cá nhân của mình, fan hâm mộ đã nhanh chóng soi thấy những biểu hiện lạ giữa người đẹp Hà Hồ và đại gia Hạt Điều Tạ Công Sơn, tức người tình cũ của Hoa hậu Kỳ Duyên. Bức ảnh khiến Hồ Ngọc Hà bị nghi ngờ dính vào nghi án tình ái với bồ cũ của Hoa hậu Kỳ Duyên Tạ Công Sơn. Thế nhưng, nhanh chóng trong phần bình luận, Hồ Ngọc Hà đã có những lời nhằm phản biện lại tin đồn tình ái của mình với đại gia Điều. Người cô chỉ coi là một người bạn, Hồ Ngọc Hà chia sẻ, vẫn luôn chịu một chút hiểu lầm, giải thích thì cho là bia, im lặng thì cho là đúng rồi. Mà sao mọi người không tìm hiểu kỹ một chút nhỉ? Mà chị lại còn chuyên gia bị tin đồn kiểu bị trai đá. Bao nhiêu việc làm không hết, cứ tối ngày bị quay chuyện yêu đương, mà chị còn trẻ tráng, sao phải làm máy bay của anh phi công nào nhỉ? Nhiều bạn bè cũng đã bình luận giải thích giúp cho hai người, trong đó có nhà thiết kế Lý Quý Khánh. Trời, vì một comment này mà lũ bạn thành nghi vấn là sao? Đề nghị nhóc Công Sơn đính chính nha. Ngay sau đó, đại gia Hạt Điều cũng đã đính chính lại, em trai của chị mà báo cũng không tha, khổ thân chị gái tôi. Fan bất ngờ khi sau việc hé lộ mối tình đầu của mình. Mối tình đầu thường đẹp và sâu sắc nhất, nhưng không phải ai cũng đến được với nhau. Chuyện tình của Sao Việt đã chứng minh cho điều đó. Khởi My, trong buổi họp FC chiều ngày 26 tháng 3 vừa qua, Khởi My tiết lộ về mối tình đầu của mình chính là nam ca sĩ Quang Vinh. Nữ ca sĩ chia sẻ, mối tình đầu của My là ngày xưa khi mà vào một ngày đẹp trời, My nhìn vào anh ấy thật xao xuyến, thật đắm đuối. Anh ấy hát trên TV hay quá, anh ấy chính là ca sĩ Quang Vinh. Người con trai đầu tiên là Khởi My cảm thấy thích, muốn coi anh Vinh hát hoài luôn. Mỗi lần đi học về, canh có ca sĩ Quang Vinh là xỉu luôn á. Lên trên lớp mà có một tờ báo có hình anh Quang Vinh là ép luôn vào cuốn tập. Khởi My có cơ hội gặp Vinh lần đầu tiên trong cuộc thi tiếng ca học đường. Đến khi đã nổi tiếng, Khởi My có nhiều cơ hội tiếp xúc với mối tình đầu hơn. Tuy nhiên cả hai chỉ coi nhau là đồng nghiệp, Quang Vinh cũng ấn tượng với vẻ hồn nhiên nghịch ngợm của giọng ca vì sao. Hà My, gần đây ca sĩ Hà My được nhiều người quan tâm khi cô tham gia cuộc thi tình Bolero Hoang Ca và những câu chuyện riêng tư của cô được hé lộ. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc Hà My cho biết mối tình đầu của cô chính là danh hài Hoài Linh. Nữ ca sĩ cảm thấy chua xót khi nhiều người cho rằng cô cố tình công khai chuyện này để bia tên tuổi. Hà My bộc bạch, nhiều người bảo chuyện tình của tôi đã lâu rồi, sao tôi lại chia sẻ làm gì, chắc muốn đánh bóng tên tuổi. Thật lòng tôi không cố tình tiết lộ anh Hoài Linh là mối tình đầu của mình. Lúc đó tôi còn là thí sinh của cuộc thi hát Bolero. Chương trình có chủ đề về mối tình đầu, tôi đã e dè vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng anh Hoài Linh, nhưng đã kể thì phải kể thật. Tôi nói ra chuyện này có sự đồng ý của anh ấy, tôi cũng không hề nhắc đến tên anh trong chương trình. Chính nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng giám khảo tiết lộ mối tình đầu của tôi là người đóng vai xấu bảnh, nhân vật quen thuộc do anh Hoài Linh thể hiện. Từ đó mọi người đoán ra được người yêu trước đây của tôi là anh Linh. Tăng Thanh Hà, ngọc nữ màn ảnh Việt quen Huy Khánh khi còn cá trẻ và sau đó cùng đóng chung phim Dốc Tình. Huy Khánh được cho rằng chính là mối tình đầu của Hà Tăng. Sau một thời gian gắn bó, chuyện tình của Tăng Thanh Hà và Huy Khánh đã rạn nứt. Hiện tại, Tăng Thanh Hà có cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân và hai thiên thần nhỏ, riêng Huy Khánh cũng có cuộc sống hạnh phúc bên Mạc Anh Thư. Thanh Thảo, ít người biết mối tình đầu của Thanh Thảo chính là nhạc sĩ Đức Chí. Chuyện tình yêu của họ kéo dài 3 năm với nhiều kỷ niệm đẹp và sâu sắc. Tuy nhiên, mối tình này cũng chấm dứt khi mỗi người đều chọn con đường đi riêng cho mình. Thanh Thảo sau nhiều lần đựng đựng về chuyện tình duyên, hiện cũng đang rất hạnh phúc bên bạn trai mới Việt Kiều. Trong thời gian yêu nhau, Thanh Thảo và nhạc sĩ Đức Trí đã có sự kết hợp ăn ý trong ca khúc gây sốt, Cố Quên Được Đâu. Trà Ngọc Hằng, Tiến Dũng chính là mối tình đầu của Trà Ngọc Hằng. Người đẹp thừa nhận cô yêu thành viên nhóm The Man khi còn nhỏ. Sau vài năm hẹn hò, cả hai chia tay vì bất đồng quan điểm. Người đẹp tiếc nuối vì từng kỳ vọng nhiều vào mối tình này. Thủy Tiên, nhạc sĩ Quốc Bảo là mối tình đầu của nữ ca sĩ Giấc Mơ Tuyết Trắng. Ngày mới lên Sài Gòn lập nghiệp, Thủy Tiên từng chia sẻ, tôi với anh Bảo làm việc chung trong khoảng thời gian ngắn, thì cả hai có tình yêu, tôi bị choáng trước người đàn ông như vậy. Có thể do anh ấy lớn tuổi, trải nghiệm nhiều nên rất hiểu tôi. Quốc Bảo cũng là người giúp đỡ Thủy Tiên rất nhiều trong âm nhạc, đưa cô đến với những thành công liên tiếp. Nhưng sau nhiều năm, tình cảm của hai người cũng tan vỡ. Hiện tại, nữ ca sĩ Thủy Tiên đang có cuộc sống hạnh phúc bên Công Vinh. Đan Lê,
Đạo diễn Khải Anh, diễn viên Đan Lê là mối tình đầu của nhau. Họ hẹn hò khi đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng cặp đôi cũng không thể tiến tới hôn nhân một cách thuận lợi. Sau khi chia tay Khải Anh, Đan Lê kết hôn với Xuân Tùng, nhưng sau đó lại chia tay. Cuối cùng Đan Lê kết hôn lần hai với mối tình đầu của mình là Khải Anh. Hiện tại, MC Thời Tiết Xinh Đẹp đang có cuộc sống rất hạnh phúc cùng chồng Khải An. Cả hai đã có được hai cậu nhóc rất kháu khỉnh. Hiện tại Đan Lê tạm gác lại sự nghiệp để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Bằng Kiều, người yêu đầu tiên của nam ca sĩ Trái Tim Bên Lề là Mỹ Linh. Khi Mỹ Linh vẫn còn là học sinh chuyên văn, nam ca sĩ chính là người đưa cô vào con đường ca hát. Cặp đôi trẻ gắn bó được 6 năm và tưởng như đi đến kết hôn thì lại chia tay. Hiện tại cả hai đều đang sống rất hạnh phúc. Mỹ Linh kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân, còn Bằng Kiều sau khi ly hôn Gypsy Phương Trinh, anh hẹn hò và sống chung với Dương Mỹ Linh. Lam Trường, mối tình đầu của anh hai Lam Trường là một nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa. Anh quen và tình đầu yêu nhau từ năm 18 tuổi. Lúc đó nam ca sĩ chưa có sự nghiệp nổi tiếng như bây giờ. Lam Trường và nữ ca sĩ chia tay khi cô đặt vấn đề cưới xin, trong khi anh còn trẻ và chưa sẵn sàng cho chuyện này. Dù mối tình đầu không trọn vẹn, nhưng anh hai và tình đầu vẫn là những người bạn tốt của nhau. Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi hé lộ những điều thú vị trong hôn lễ sắp diễn ra vào tháng 11 năm nay. Sau hai lần đám cưới hụt, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi cuối cùng cũng tìm được một nửa hạnh phúc của đời mình. Cô và ông xã kém 8 tuổi sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 11/2017. Ngày 1 tháng 4, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cùng với người yêu 8 tuổi về nhà ra mắt bố mẹ. Cô cũng tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 tới. Thời gian cụ thể đang chờ gia đình hai bên sắp xếp. Lâm Khánh Chi chia sẻ, lần ra mắt gia đình nhà chồng lần này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được bố mẹ người yêu vui vẻ chấp nhận, tiếp đón trong sự yêu thương. Bố mẹ anh tự cảm thấy hãnh diện vì có một người con dâu như tôi. Sau hai lần yêu và tưởng như sẵn sàng làm đám cưới nhưng không thành, Lâm Khánh Chi rất chờ đợi vào hôn lễ lần này. Người đẹp chuyển giới cho biết bạn trai rất yêu thương và chăm sóc cô. Trong tình yêu, Lâm Khánh Chi không quan trọng quen biết bao lâu, chỉ cần thành thật với nhau là đủ. Đám cưới của Lâm Khánh Chi và bạn trai sẽ diễn ra vào cuối tháng 11, đúng vào dịp mùa cưới. Trước đó, Lâm Khánh Chi được nhiều nhãn hàng váy cưới mời làm người mẫu, nhưng cô không dám nhận lời nhiều vì sợ khi mình mặc váy cưới trong hôn lễ sẽ mất đi cảm giác hạnh phúc thực sự của một cô dâu. Đời người chỉ làm đám cưới một lần nên Lâm Khánh Chi muốn được tổ chức thật đặc biệt và hoành tráng. Cô không muốn nói trước vì sợ không làm được người khác lại trách, nhưng Lâm Khánh Chi vẫn ao ước nếu có thể sẽ tìm được một địa điểm thật lớn để có thể tiếp đón tất cả người thân, bạn bè cùng với người hâm mộ đến chung vui với mình. Chắc chắn trong lễ cưới sẽ có dàn phù rể, phù dâu 15 người. Cô dâu phụ sẽ là những cô gái chuyển giới vô cùng xinh đẹp. Lâm Khánh Chi còn tiết lộ cô sẽ không tổ chức lễ ăn hỏi. Chồng sắp cưới sẽ trao nhẫn cho cô đúng vào ngày sinh nhật của nữ ca sĩ chuyển giới vào tháng 7/2017 này. Thúy Diễm đăng status than làm việc vất vả, ai cũng choáng khi Lương Thế Thành vào bình luận thế này. Cuộc sống hôn nhân của Thúy Diễm Lương Thế Thành nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây, Thúy Diễm vừa đăng tải bức ảnh vô cùng rạng rỡ xinh đẹp. Kèm theo caption than thở, phải dậy làm việc từ lúc 4 giờ sáng. Cô nàng hài hước chia sẻ, sáng nay dậy sụt TVC từ 4 giờ sáng, cái mặt méo xẹo nhưng bé phải ráng tươi nha. Tuy lịch trình quay phim vất vả như vậy, nhưng khuôn mặt Thúy Diễm vẫn vô cùng tươi tắn, không có dấu hiệu gì của sự mệt mỏi do thức khuya dậy sớm, khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Điều đáng nói là ở phía dưới dòng trạng thái than vãn của người đẹp, Lương Thế Thành chẳng những không nhắc nhở vợ nhớ giữ gìn sức khỏe mà còn buông một câu bá đạo, khiến ai cũng phải ngã ngửa, ráng làm nhiều tiền để kiếm tiền nuôi chồng nhé cưng. Thử tưởng tượng ra nghịch cảnh Thúy Diễm thân cò cày cuốc vất vả để đưa tiền về nuôi chồng khiến ai cũng phải cười đau cả ruột. Tuy nhiên mọi người đều biết đó chỉ là lời nói đùa của bà xã Lương Thế Thành, bởi anh cũng là một diễn viên thực lực, kiếm tiền giỏi không kém vợ. Hơn nữa lại nổi tiếng yêu chiều bà xã không ai bằng, cho nên làm gì có chuyện nam diễn viên điển trai để Thúy Diễm một mình làm việc vất vả. Dòng bình luận dí dỏm hài hước của Lương Thế Thành lại càng khiến khán giả thêm yêu mến, ngưỡng mộ sự hạnh phúc của cặp đôi vàng làng giải trí Việt.